Các bạn ơi, hôm nay mình đi bao đăng nha các bạn. Đây, cái đăng của mình là cái đăng ở mút ngoài kia. Đó, từ từ để nó đá nó lật té nha. À dạ, tụi con đi xuống đây xong rồi. Chạy xe lại đó đó. Là tụi con đi dọc ra đồ đó. Ừ. Còn đăng của tụi con là đây hay là ngoài kia? Đó, rồi con mới dắt con qua bên kia. À dạ, là đăng này trước xong bên kia, dạ rồi. Vậy là mình xài hôm nay mình sẽ bao hai cái đăng nha các bạn. Đăng phía trước mặt mình nè, với một cái đăng mút phía xa đầu kia. Mọi người đang rất là hào hứng được trải nghiệm bắt con cá đầu tiên. Đang rất là hào hứng để được bắt con cá đầu tiên anh em ơi. Giờ mình vô chỗ nào cô? Đấy, chung nó lại đây thấy cá rồi. À là mình vô cái cột đó trước. À, là cái cục cục đó. Giờ là mình đi dép vô hay sao cô? Mang dép. Qua cái chỗ này đi cho mang dép. Kìa, nó nhảy quá trời luôn mọi người ơi, cá quá trời luôn. Oh my god, wow. Đây mình đang vô chuẩn bị bắt những con cá đầu tiên mọi người ơi. Cái này có khi nào gọi là mấy con cá to là nó ra theo cái đường này đúng không cô? Ê, con cá này to. Quay nè Túc. Từ. Wow. Ê, có cua mọi người ơi, có cua. Thâm xuống. Coi chừng cá chết. Vớt lên hông kẻ cha đi. Cua này mọi người ơi, cua này. Quá à. Ê, con cá này to ghê luôn á. Không. Nhiều lắm. Nó nhiều mới mới bắt được đây à. Lấy chân ra ta đi chồng. Em bên kia em quạt quá. Đây, cái này là một con cua nha. Cá này nó gọi là cá mối. Tuyệt vời. Từ từ. Có chừng con cua chạy ra kìa, con chừng cua chạy ra. Chụp hình thành quả đi. Ê con cua kìa chị Vân. Đâu? Đó nè. Ê cua hả? Con đó là. Ê con Sam. Ê con Sam nó bị chết rồi. Đây. Đó, đổ vô. Lấy tay kia cạo lên. Từ từ em, từ thay phiên nhau. Lấy chồi giữ chị cái này trước đi để. Cái đó em có dục con nước đi trước sau cho nó không nằm ở đây à. Chị cầm cái đuôi á, chị giật lên. Đó, rồi, đến lượt nó trồi vô nè. Anh Điền nãy giờ chúc một bự một mẹ. Đi nè. Để em qua bên này cho ánh sáng. Trời ơi, tuyệt vời luôn anh em ơi. Em thấy này như là 5kg rồi đó. Đây là mẹ cá đầu tiên của chúng mình đây mọi người ơi, đầy đủ các loại cá. Ê, đây con mực ống đầu tiên của nhà mình nè, đâu rồi em? Đâu rồi? Đây, con mực ống đầu tiên đang còn sống luôn. Rất đẹp. Con cá này nè. Con cá này là cái gì? Con lát hả? Để em quay cho con mực cái đã. Con mực nó đẹp ha, nó còn sống nó đẹp ha. Nè con mực còn sống này bao đẹp luôn. Mắt nó xanh lè nè, thấy không? Đẹp ha. Trong suốt luôn á. Ừ đó đang mười này. Đang mười này. Anh có một cái lưỡi trâu này. Đâu? Ừ bắt nó đi em. Trời con này con cá mới. Cái nhỏ nhỏ ra ăn thịt nó mới ngọt á. Ôi điện bắt đầu tay lên. Thôi ném nó vô anh. Đâu. Tuyệt vời lắm mọi người ơi. Đó. Wow.
Để cho em coi thì con tôm này nó to cỡ nào á. Rồi. Đâu rồi đã? Bạn đã có món tôm để ăn rồi. Yeah. Có hơn nắm tay của mình luôn. Tuyệt vời. Mình thích con mực nha. Ừ, con mực này giờ nó đuối lắm rồi. Ôi, mới xịt nước. Kệ nó không chạy được đâu. Trong vắt nhỉ. Ừ. Màu nó không đẹp lắm. Tiếp tục theo chân cô chủ qua một vị trí khác để mình tận hưởng vắt những cái đợt cá mới anh em ơi. Mình đang rất là háo hức để đi vào cái khu tiếp theo mọi người. Khu này là cái khu cá to các bạn, có nghĩa là lưới to mà ở xa nữa. Ở đây thì mình cho các bạn thấy là những cái con cá mà nó bị mắc lưới này. Trời, lúc mà nước nó lên, nước lên đến mức trên kia, cái nó xuống thì con này nó ra không được thì nó nằm đây nó chết khô luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vô nha. Bây giờ mình sẽ vô cái mẹ cá to nha mọi người. Ok, học theo cô thì bây giờ mình sẽ mở cái lưới này ra để mình đi xuyên vô nha. Đó, cá nhảy vô. Ok, vô camera ơi. Đây là bầy cá nhà mình, tuyệt vời. Quá trời luôn. Nha. Ê, nhấc lên cả cho nó uống. Chờ đợi con mẹ tiếp theo. Tuyệt vời. Nhưng mà đợt này mình sẽ không xông vô mà để đồng nghiệp của mình xông vô nha các bạn. Rất là nhiều cá nhưng mà nước còn cao á, em vô đi. Nó chết rồi. Ô con này nó này, ô con này nó này. Cái con nó hồi nãy nước cao trên này nè. Ô oh, wow wow wow. Nó mất tiêu rồi. Rồi rồi rồi. Tôm đâu? Tôm em đâu? Đây. Tôm mình đâu? Đâu tôm đã đợi. Đâu mình mới bắt được một con tôm này là tôm gì đây, mình không biết nhưng mà nó mình biết là nó là thuộc tôm biển các bạn ơi. Nó nhìn cái kiểu này là tôm đắt tiền nha. Đắt đây. Tiền nha. Tôm đắt tiền đó nha các bạn.
tôm nè. Chị Vân ơi, tôm. Tôm bỏ với cái vợt kia. Cái này đó, tao muốn. Tuyệt vời. Wow. Có tôm này, tôm có tôm này. Ê, tiếp tiếp. Tôm này. Ừ. Đây. Má con tôm to chứ ta. Wow. Đâu rồi? Wow. Hơi bị to luôn đó. Mình quay cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị Vân ơi, bò tôm cái vợt kia cái. Ủa hồi này có cái bịch bò tôm mực chưa ta? Tôm mực bỏ vào đây nha. Dạ bỏ chị ơi. Coi chừng nó đâm vào tay nha. Cá này mình làm món gì cô? Nướng hết. Nấu lẩu nướng hết. Ờ đây chờ em đổ qua bên này. Cái con cá này chảy chân con là đau đấy nha. Đụng nó nhất đó nha. Bóc cái chân trúng dây đó con à. Này gọi là chim sa cá lặn nè. Chim sa cá lặn nè. Đây chúng ta trong này mình tình nhiều lắm. Cá bông. Con này còn đâm đầu rồi đúng không? Này đây, đây nè, đây. Cá này là cá ngựa vằn hả? Đây. Chả biết nữa. Nhưng mà nghe bảo mấy cái con mà nó nằm ở lưới này nó mới ngon. Ơ, đưa vô chân em. Được chưa? Đây. Đá nước lên xuống, Đây nè. Đấy là gì bằng thế không? Đó. Được chưa? Được, trong phải đi. Đó, sau rồi. Ba con cái đó đây. Xong rồi. Để chỗ đấy ra. Mày chỗ má mày dập mỏ đó. Đâu nó, đâu. Hết à. Trà sữa tiền kiếm. Một cá tiểu nè. Còn vậy mà cũng mất được nữa. Ê con ốc mỡ còn sống luôn nè. Trong đây còn con hả? Con cá sữa, cá là ly trà sữa. Vô chưa? Đó, sữa này. Con ba con mẹ.